Rồi. Số ngày nào cứ. Đâu cho nó ngay. Bên FC Tiger phát bóng. Đẹp mày thấy anh phế thằng Nam nó liền thấy không? Gạt do nó liền. 1-0 nghiêng về FC Tiger. Hai không. Má tự nhiên có Long Tứ vào nó mạnh thẳng nha. Long Tứ quay phim đẹp trai số 7 fan của Cristiano Ronaldo. Ngoài ôi rồi tí nữa một càng nữa hả? Phát bóng tốt. Trời ơi. Anh giống mưa ghê chứ. Chưa phải đồng hành chưa đoàn sáng chưa tiêu rồi. Bóng lật lưới ra ngoài. Điểm đổi cho bên cãi. Không bắt mẹ nó cãi ra. Xui chưa. Thằng tên Long Tứ là nhiều người xem lắm rồi. Long Tứ thì hết mình đi nha. Quá ghê gốc. Cần đi bả trắng. Ấy. Đâu nữa thêm có một cái tí đẹp đè sạc, cái đè sạc hoài luôn nha. Cao thấp ngắn nhiều sạc hoài luôn. Đều nha, này gác người ta mấy điểm. Tám sáu cho FC Tiger. Cái
Sao về nhà được à đồ? Mới thắng đội Nam Nô 2-0 ăn ngon luôn. Chúc được gặp đội FC Tiger nữa. Được thì là không được thì nổ máy. Còn kìa. Đứng nhìn. 11 giờ lên Bình Long nhậu. 2 giờ về. Đẹp tụi nhỏ ha. Ngoài đi lại cho lòng tử lên là tụi lại hay đó. Tụi nhỏ ít khi nói mà nói đâu cái bay. Đi đâu? Chạy qua dầu tiếng ăn cơm luôn, đi đâu nữa? Đi xe máy mà đi đâu chả được. Dừng lên. Bỏ nhỏ. Bắt nó banh đâu mà em chọc bà mãi đi. Ông nhỏ. Điều chiếc tốt. Phải vậy. Anh em còn phút riêng rồi không à, sao về 828 được. Sao không? Trời ơi. Diệu.